chào Pí Nọng, mời Pí Nọng xài tỏn chồng chương trình tạp chí Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trang chương trình truyền hình Bạc Tiểng Tây Nung Văn này, mì bại nội dung chính lăng. Cốc co hết thử bại bày hàm phả đông mại lai khẩn. Bắc Cạn tảng làn bại dường lóa, nhỏng phân nòng hết óc. Khai có chương trình, mời Pí Nọng xài chồng phấn tin tức đảng khảo rim, trang bại văn ngắm quá. Vàng Xíp Sam Bơn Xí, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn đã nảo nhiệt khai lễ tỏn nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm chất xếp hả pi vàng truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Cạn. Vàng Xíp Sam Bơn Xí, Pi Ếch Xiên Cẩu Ba Xí Xíp Chất, Vàng Xíp Sam Bơn Xí, Pi Long Xiên Nhí Xíp Nhì. Thân dự buổi lễ, mi đồng chí Hoàng Duy Trinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Khỏa Xíp Hả, tỉnh Bắc Cạn. Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. On bại dường tỏng cóp và bay khẩn trang chất xếp hả pi quá mà. Pi nọng và lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Cạn, xài hốc huyện, thành phố, sam xếp pét xã phường thị trấn, sam cá nhân vinh dự đại đảng nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thuông bài nảy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn đã đẩy Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Dù buổi lễ, xài sáu on dương bại dương của lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Cạn đã hết đẩy trang chất xếp hả phi quá mà. Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 sáng cạ trang sĩ đó nả. Sáu bại nhiệm vụ tạt óc hư lực lượng vũ trang tặng nước phối chung, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Cạn phối riêng, tòi mọi cán bộ chiến sĩ, cẩn lèo bản lĩnh, hết đây chỉ thị nghị quyết của Đảng, ép lè nhiệm vụ quốc phòng quân sự tỉ phuông. Đồng chí Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 sáng cả lực lượng vũ trang tỉnh, khảo sim son cả tài sung nhận thức hử bại cấp bại ngành, 10 nhiệm vụ quốc phòng an ninh, hết kinh tế xã hội các 6 quốc phòng an ninh, tài sung chất lượng tổng hợp và khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, hết đây chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, hết đây kỷ luật, nắm xe mén bất ngờ trang mọi tình huống. Tỉnh ủy Bắc Cạn ngắm khai hội nghị sao ban khai phối mở bại hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, bại tổ chức chính trị xã hội trang quý tái ép, phối thân bại việc cẩn lèo hết trang quý tái nhì Pi Long Xiên Nhí Xíp Nhì. Phối mở bại việc cẩn lèo hết trang quý tái nhì, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh sáng cả, Mặt trận Tổ quốc và bại tổ chức chính trị xã hội, cần xong cả hết đây hơn bại nhiệm vụ, ép lè bại nhiệm vụ đặc thù đẩy tỉnh ủy trao. Cán bộ Mặt trận Tổ quốc và hội đoàn thể cần hết bại việc nèm xim sẩy sở dân, lồng bại tí phuông, Mặt trận Tổ quốc và bại đoàn thể lồng lèng các 6 bại ngành tuyên truyền, son cả chảo dương ép xim trang Pí Nọng, khe hết bại chương trình dự án cần diếu của tỉnh, khảo xim hết đây bại nghị quyết chuyên đề, bại chỉ thị kế hoạch của tỉnh ủy, các 6 chức năng nhiệm vụ của bại hội đoàn thể, khe hết đây trang đoàn viên hội viên, khảo xim công tác xây dựng đảng, ép lè mưa phát triển đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh tỉnh khảo sim chắp lạp bại dương cẩn diếu, khe khai đại hội, nèm tiến độ. Vàng Xíp Nhí Bơn Xí, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Cạn khai lễ kỷ niệm chất xíp hốc pi vàng Hợp tác xã Việt Nam, Vàng Xíp Ết Bơn Xí, Pi Ếch Xiên Cẩu Ba Xí Xíp Chất, Vàng Xíp Ết Bơn Xí, Pi Long Xiên Nhí Xíp Nhì. Dự hội nghị, bị đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dù hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, on bại dương đã hết đẩy của kinh tế tập thể của tỉnh, trang sĩ đã quá. Đồng chí sáng cạ trang sĩ tó nả, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần khảo sim hết đây, mưa son cạ sáng cạ, xe tải sung suy nghĩ của cán bộ, đảng viên, ép lấy cần tải tàu cơ quan tổ chức và Pí Nọng, mưa hết kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới. Thương phải nảy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh trao bằng khen, chỉ khen và kỷ niệm chương hử bại tập thể cá nhân bị bại tổng cóp lai hử dương bay khẩn của kinh tế tập thể rú Bắc Cạn. Ban đại diện Hội Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh ngắm khai sơ kết công tác quý tái S phối mở bại việc cần lèo hết trang quý tái nhí Pi Long Xiên Nhí Xíp Nhì. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Chủ hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sáng cả Ủy ban Nhân dân cấp huyện, bại sở ngành, bại tổ chức chính trị xã hội, các hạp hết đây mưa hử diêm chèn đúng cần.
Son cả hết đây mưa hết bãi mô hình sản xuất, các hạt sa tích hai ổn tình. Khảo khim ao chèn mà hết bãi việc cần diếu, trang bí nọng. Ban đại diện hội đồng quản trị cấp huyện, son cả tối 6 cấp xã, trang hết đây bãi việc khe ổn tình. Bãi tổ chức chính trị xã hội, sáng cả bãi tổ tiết kiệm và xin bổn son cả các 6 ngân hàng chính sách xã hội, hết đây bãi chương trình hử xim chèn khe bí nọng, hết kinh. Ban dân vận tỉnh ủy ngắm khai hội nghị giao ban xe phối mở công tác dân vận quý tài S, phối mở bại việc cần lèo hết trang quý tài nhì, đồng chí Ma Tứ Đông Điền, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh sáng cả ban dân vận bại huyện thành ủy, khảo khim thân bại tỷ phuông, hết đây bại việc, xe son cả sáng cả vì nọng, hết đây công việc. Công tác dân vận lè việc hết cần diếu xiên tàu của đảng hệ thống chính trị, vạ lèo đẩy các hạp sáu bại phong trào khi đua rú mọi tỷ phuông. Hết đây bại việc của bại tổ chức hội rú cơ sở, khảo sim nghiên cứu và hoàn thiện đề án, tài sung chất lượng, hoạt động hiệu quả khối dân vận, rú trang tỉnh. Thưa bỉ nọng, trang sỉ sở này, bại bày hàm phả đông mạnh táng tấn rú tỉnh Bắc Cạn, vận han mì rú tỷ phuông và sau hí càng văn càng lai khẩn hãy nắm đẩy chướng ngòi đây mái cả bại bày xá phạm xài rú lé và bại pù mậy men hẳm phả xài nội nắm lai tọ dương này đã và đang ảnh hưởng thân hệ sinh thái và xá phạm thân chính sách hấp tú đông của chính phủ bèn cốc co nhỏ lăng bại bày hẳm phả đông mậy xá phép rú tỉnh Bắc Cạn tèo lai khẩn, mời pì nọng xài trồng lọ hơn quá bài phóng sự lăng này. Chợ đồn, lê huyện nâng mì sổ bày hẳm phả đông mại táng tấn, lai nhất của tỉnh Bắc Cạn, trang pi song xiên nhỉ thíp ết ngáp quá. Nem thống kê trang pi, tăng huyện, mì hốc thíp ết bày hẳm phả đông mại xá phép, lai khẩn thíp nhỉ bày, pì sáu xài rì pi cón. Thuần thải đông mèn hỏng phả, khẩn thăng tành như thích pét hecta. Hạt kiểm lâm huyện chợ đồn hử chắc, mì lai cốc co tải thân bại xá phạm, phối nưa. Dân thấy là lợi nhuận về trồng rừng như vậy thì họ... Pì nọng, hăn nằm mại, khai bền chèn. Nhọc bền, đạ phát bại pù mại táng tấn, khe nằm mỡ. Rú lòi xạ, chính quyền tỷ phuông. Vận sằng quyết rim trang chỉ đạo, sang chướng ngòi, bại pù mậy, đẩy đây. Kiểm lâm địa bàn, cùng sang hết đây, mưa tuần tra, chướng trực đông mậy. Cũng chưa sát sao trong cái việc mà tuần tra bảo vệ rừng. Nem thống kê của chi cục kiểm lâm tỉnh Bắc Cạn, trang pi song xiên nhỉ ríp ết ngám quá. Bại lực lượng chức năng đạ hăn. Và xử lý song park rip bay hàm phả đông mại lai khẩn hạ rip ram bay pỉ sáu rải rì pi cón thuần thải bại búng đông pù mèn hầm lè hốc rip hốc phải hốc hecta lai khẩn rip chết phải xí hecta pỉ sáu pi song xiên nhỉ rip nhằng trang tham bươn hua pi song xiên nhỉ rip nhỉ này tăng tỉnh Bắc Cạn cùng đạ mì cầu rip bay hàm phả mại xá phép lai khẩn nhì ríp hạ bày pì sáu rầy rì pi cón búng đông mại mèn hàm phả lè nhì ríp ết phải sam hecta lai khẩn song phải chết hecta quá ngòi của ngành chức năng cốc co tải thân bại bày hàm phả đông mại táng tấn lai khẩn lè nhòng pì nọng hăn nằm mại khai bền chèn nhòng bền đạ hàm bại pù mại táng tấn xe nằm mỡ. Xác định là đây cũng là chắc cả chính đáng của người dân. Nảy lè cách hết kinh, chăn ngám, tói sáu bị nọ. Ngờ ngòng đẩy phát đông, xe nằm mạnh, mi thu nhập, hử trang lườn. Tọ bị nọ, tèo chủ quan. Lai lườn đã chắc lọ quy định của pháp luật, tọ vận diếu xá phạm. Bên tì, vận tờ xử lý nèm quy định, mì bừa leo ngòi xét, phe khởi tố hình sự. Cùng nèm đồng chí Hà Sĩ Huân,
sảng cốc co chủ quan của cần dân, lè mì lòi cấp ủy chính quyền địa phương, lự cạ cơ quan tham mưu, lực lượng kiểm lâm, sảng chứa ngòi đây, sảng hăn khoái bại bày hàm phả đông mại xá phép, rú tí lầu đẩy trao quản lý, hết thử pin nọ, nắm ngám cò. Sảng tí lai lườn, lai cần đèo nọi đin đam chay, vạ nắm mì ngành nghề ổn tình. Nhằng chèn khoán xe khoanh búng chướng trực đông mại, đèo đẩy nọi. Pin nọ, nắm đo kinh. Này cùng lẽ ép trang bại cốc co tải thân, bại bày hàm phả đông mại xá phép, lai khẩn. Xe ổn tình tới rộng, hử pin nọ, rú trang, vạ sở sảng, bại đông mại táng tấn, bại búng đông bảo tồn. Cả này Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tham mưu hử Ủy ban nhân dân tỉnh, mì chính sách hưa tròi, khai hết nông lâm nghiệp, nèm chuỗi liên kết. Trang dự thảo nghị quyết đang trình bại cấp ao ý kiến, khai Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trang bài họp ái thân. Lè mì lai nội dung chính sách liên kết, khai hưa tròi hử tứng luồn, tổ hợp tác xã, liên quan thân nằm mại, chướng đông. Để vận động nhân dân ở những cái vùng ngờ ngon chính sách này sẽ mi dường ngài khe lọng liệt bị nọng rú bại búng bảo tồn đông đặc dụng đẩy phát hầm bại pù mại táng tấn khe nằm mỡ hết kinh bay khẩn tứ tì cho bị nọng mi việc hết di chuyển tối bại ngành nghề ngám hạp rú búng kha bản di tảng làn bại bày hàm phả đông mại xá phép bệnh cả này. Xây 6 ban hành chính sách hưa tròi, mưa hết nông nghiệp. Tỉnh Bắc Cạn cũng đã đề xuất khẩn trung ương, mì chính sách hưa tròi, hử ngám, khe nằm mại chướng đông, rú trang tỉnh. Ết lé nâng mức khoán hưa tròi chướng ngòi, chướng trực đông mại, khe bị nọng ổn rim. Xây căn chướng ngòi hử đây. Tứ tí tảng làn, bại bày hẳm phả đông mại xá phép, bệnh cả này. Thưa Pì Nọng, Bắc Cạn là tỉnh khao pù, mì lai lòng khuổi, pù lính, chăn rau hí, mè nặm nòng trọng, bạt bào. Dương cáo quán thêm là phấn lai tờ sổng của Pì Nọng đèo khỏ. Nhọc bệnh, lăng bại xá phân nòng cải, lai lườn, lai thỉnh co nằm của Pì Nọng, đèo mèn vài, lỡ lác, vạ rau hí, nhằng thai tàng cần. Khe phiến bại dương lóa, nhọng phân nòng hết óc. Tỉnh Bắc Cạn đã mì bại phương án tảng làn, ết lè khảo mùa phân nọng. Khoái chó pì nọng, ổn tình tớ rộng. Bại xá phân nọng cải trang bơn sam pi long xiên nhí khiếp nhí ngắm quá, đã hét hử huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn, men vai lai thỉnh con nằm của cái. Trang tì xạ vũ muộn, men vai lai nhất, vỉ nảy, rú trang búng tắm. Lang xá phân nọng cải, thuần thảy bắp, của lườn trài đàm văn hạnh, dù bản nà khoang, mèn nằm lụp lẹo. Lang bứa phạ phân tặng, trong phua mìa chài, đạ bây thảo nằm, hết mương, khe nằm, lê bây. Chài hạnh cùng chăn rau hí, tành hốc bá co mắc táo của lườn lầu, cùng xẻ, mèn vai. Trang song vằn phân cái ngám quá, đạ hết vài lai thình của cái con nằm của bị nọng. Nà cần hơ cùng mèn nằm lụp, lào bơ và bóc nằm lông nà. Cần hơ cùng men nằm thúng, rau hí hại nắm thảo vây, co bắp sẽ men thai, co táo cả này sang chắc bền lừ, cả này thảo nằm vây, xe nằm lươi khoái, nắm hử bại thình co nằm men thai. Khe khảo sim phòng trồng phân nòng, rú tướng bản tổ đã thành lập đội phòng trồng phân nòng, khe các sáu chính quyền tì phuông son cả sáng cả vì nọng, ó khói búng sau hí, men lớ lát. Ngồi đây bừa mùa phân nòng mà thân. Hết bại việc cẩn diếu khe phòng trồng phân nòng lâm bào. Tổ phòng trồng phân nòng xài dân quân cùng hưa chói cẩn khoái. Bừa mì phạ phân nằm nòng, rú tỉ phuông. Thường xuyên phải thăm nắm những cái tình hình. Ví dụ như là... Tai ép lè lầu leo ngồi sương phì, bẹn cả phân lồng bên lử.
vừa hơ cúng lèo khảo sim và ngồi bên lử, vừa phòng chống phân nòng lồng bao vừa hơ cúng đẩy son cả, thành lập tổ, bèn cả phân nòng, lườn hơ mì bại dương lóa, nhọn phân nòng hết óc, lè leo mì tổ nâng, thành lập tổ trang bán giá. Do mưa bão lũ lụt thì lỡ nào phải có, đó là một cái tổ, là một cái tổ trong thôn. Pi Long Xiên nhìn chiếc ếch ngắm quá, phạm phân nằm nòng rú huyện Bạch Thông, mì cần nâng mèn thai, cần nâng mèn xương, tên sĩ bác nghé lườn và hốc công trình mèn vài. Bại thình con nằm phép thúa mèn vài chăn lai. Xe trồng tó sáu mùa phân nòng pi nảy, huyện Bạch Thông đã khảo sim ngồi bại búng, mì rau hí mèn vài, mèn lồng bạt bào. Son cả vì nọng, bại đơn vị liên quan tròi tèo lườn làng. Son cả vì nọng chuyển quá tì đai, bay khói bại búng men lỡ lác. Cáp sáu ngành điện, ổn tình điện lùng, trang mùa, phân nòng. Và đặc biệt nhất là chỉ đạo xã là tuyên truyền. Dương đáng kháo sim lè son cả tỉnh loa truyền thanh, son cả vì nọng lập lì. Sương si chắc mưa thông tin thời tiết. Lang tì mị bại việc hết ngám hạp khe phòng chống phân nòng lồng bào táng lan bại thình của cái lườn làng men vai con vừa trung ương và tỉnh mị son cả lê huyện cùng đã son cả bại phòng ban chuyên môn bay ngòi rú bại búng bại tì hại cả cần diếu lê hử pi nòng óc khói búng sau khí bay thân tì ỏn sim quá ngồi khí ship búng rú huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Cạn cả này rau khí mèn lớn lác nặng nòng trọng ép bá khóc ship lườn pi nọng trang búng rau khí mèn lớn lác nặng nòng lụp sàng ổn tình mửa cần vạ cua cái ủy ban nhân dân huyện sáng cả bại xạ thị trấn cả pi nọng chắc lọ bại dướng cẩn diếu xe mỉ bại việc hết ngắm hạp lập lì chướng trực tôm đin bại thình con nằm xe nắm mèn vài nhọn phân nòng lồng bào hết óc dú huyện Bắc Nẵm, bại xá phân cải khua mùa, đã hết hử xạ nghiên loan men vai lai thỉnh của cái. Ết lè mưa bại thỉnh con nằm của sổ lườn pi nọng tì phuông. Sổ lườn men lớn lác lè hốc lườn, bắp men puồi lè xí hecta, khẩu men puồi men nặng thúm pét hecta. Sổ thỉnh co ăn pi men vai lè hạ hecta, muối phè men vai lè biếu phải pét tấn. Đinh hên rú, đinh nà, đinh đam chay, mèn bùi lụp, lè chết hecta. Căn nà mèn lớn lác, sam bác mét. Kè mèn tắc táo, lè song bác mét khối. Lang xá phân nòng cải, lai tống nà khẩu bắp của vị nọng mèn vài. Nắm chói tèo đẩy, nhỏng đinh hên bùi lụp lai, vạ đạ, quá xì màu nằm. Nãy cũng 60 tuổi rồi nhưng mà cũng chưa có khỏi cùng hốc ship pi giá tọ sàng sắc bày han bươn nhì phân nòng cải vẹn nấy phân chăn cải vạ hưng phân cằm nâng thân nơ lăng lê tăng tùng nà vẹn nằm lẹo ngồi nắm nhằng han khẩu bắp rú hư lươn khỏi mì lơ nà nâng song pung tì chạm tình trói đáy phân nâng giá cá này men bùi lụp chả cùng nắm ván lập giá nhọng bèn hết cùng men chậm. Sáu xim xỉ, lồng lèng tảng làn, sảng tó lập xì, khảm quá khó khăn, nhọng phân nòng lồng bào. Huyện Bắc Nẵm đã mì phương án phòng chống phân nòng lồng bào và sa tháp cháu cần, Pi Long Xiên nhí xếp nhì. Kiện toàn tèo ban chỉ huy phòng chống phân nòng sa tháp cháu cần tứ huyện, thân bại tỷ phuông. Thành lập vạ hết đây bại việc của đội xung kích phòng chống phân nòng, rú pét xạ, sáu tỉnh pét tác cần, các sáu công an quân đội, phòng nông nghiệp, trang phòng trồng phân nòng, ngoài tèo sổ công trình phòng trồng phân nòng, bện kè trồng lớn lát, rú cằn tà, cằn củi, công trình di dân tái định cư, rú búng sau hí mèn lớn lát, nặng nòng bào lục, nặng thúm, cần bố thêm chèn xe tròi tèo vạ hết mớ, sổ công trình trồng phân nòng lồng bào, trang Pi Long Xiên nhì khiếp nhì. Ủy ban nhân dân huyện đã mì bại việc xe hết trang hà pi và bại việc hết ngắm hạp trang Pi Long Xiên nhí xếp nhì. Cả này huyện đã mì bại việc xe cả hết xong và sáng cả ủy ban nhân dân bại xạ ngồi búng hơ mì rau hí lớn lác và ngồi bại lườn rú tử tin pù bài
mì rau hí men lớn lát, lè mì bại việc hết, xe chuyến bại lươn nấy, bay thân tì ổn xim, ép lè trang mùa phân nòng. Sau cơn mưa thì lăng xá phân nòng, xạ nghiên loan men vai thuần thái há bát, như xếp há triệu mân. Vì nấy phân nòng khoái, nhọn bẹn mưa chắp hạp, con, nắm lập lì, vạ đạ men vai lai của cái. Lăng vừa men vai của cái, ủy ban nhân dân xã đã son cả bại lườn tròi teo cẩn khoái. Cả này mì xí lườn rau hí men lớn lát. Ủy ban nhân dân xã đã mì tờ trình, xe cả khứng ủy ban nhân dân huyện, mì bại việc hết, chuyến bại lườn quá tì, on sim. Mùa phân nòng pi nảy, tăng huyện Bắc Nẵm, tỉnh Bắc Cạn, mì san tá cầu xếp lườn pi nòng, rú trang búng rau hí men lớn lát, điên hình. Chất xếp chất lườn rú trang búng sau khí men phân nòng lồng bào và nặm thúm, nặm lụp. Nhọn phân nòng lồng bào bấu ngờ, xe tảng làm men vài, bại thình của cái nhọn điên xả hết óc. Sàng khảo sim, mì bại việc hết ngắm hạp, sẵn sàng trồng to phân nòng. Lê bì nọng và chính quyền tì phương, cần xương xì ngòi thời tiết, ngòi bại tối biến của điên phạ, xe trồng to mọi dương lóa, của phân nòng lồng bào hết óc. Bình lặng non sao hãy đông thân lệ bên ngọc hoàng hành sự là trăng lệ lồng chẳng chắc thuyền hua hàng bữa bên phạt kinh thai thịt kẻ bên lông mà ngồi bụt kẻ bẹp kẻ thấy na đen xu đượt lồng thân ti trần gian ha lệ rơi lòng xiên cần ma sáng khe ta tội liền cắt bay cầu tài giấy bón làng ngà nhằng khe hờ nghe tính tham khai bên ấy tặng nú nốc trừ ơn phứt lẻ kẻ cặp thế gian vui vẻ hết lẻ kinh chậu nớ nốc lòng liệt biếu hồng phù lệ phai. Lời nàng à lời ơi chấm căn trài xó cá ơi rộng ngã căm trải ngoan theo má xó lùi lề nó trong thai mình vọng ơi xiền ở xa trải trăng lưng bấy ma đuôi lề nó ngơi nàng nó lời làng à lời mong trai mà kiệt khó ơi đuổi lớn căng biếc không khôn tên ăn trai à nó ơi ngang à nó
lời nào lời ơi khó là say hẹn lệ ước lời ngựa lòng vì ngươi bố nia thân trăng lệ ngắm chồng chương trình tạp chí dân tộc và phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Xin chào và hẹn gặp lại Pinọ khảo bại chương trình Tài Lăng.